Giêsu thú thể. Lời Chúa đã phán quyết cho chúng con. Chúa sẽ hiện diện ở giữa chúng con hai phương thế, lời Chúa và bí tích thú thể. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng con muốn được một chỗ đứng ở nơi nhà thiên quốc. Mỗi người chúng con phải biết thực thi lời Chúa. Với lời phán quyết đó, giờ đây chúng con cùng nhau chân thành dâng lên Chúa những ước nguyện sau. Lời Chúa Giêsu thánh thể. Giáo hội bắt đầu bước vào mùa vọng, mùa của sự trông đợi với niềm vui hy vọng ngày Chúa đến để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa ban ơn soi sáng, ơn biết hoán cải cho mọi người chúng con, để chúng con luôn biết tỉnh thức, biết sửa mình, sốt sắng sống đời sống thiện lành, mến Chúa, yêu người, chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để được đón ơn cứu độ ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Như lời ngôn sứ Isaiah đã dạy, đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, trong một xã hội tôn thờ chủ nghĩa vật chất, mọi người chúng con dễ dàng bị vấp ngã trước những cám dỗ vì lợi ích cá nhân, với sự quyến rũ của tiền tài, sắc dục, danh vọng, quyền lực, luôn có mãnh lực kéo chúng con vào con đường tội lỗi, xa rời Chúa. Xin Chúa thương ban cho mọi người, mỗi gia đình chúng con được đầy tràn ơn Chúa thánh thần, để chúng con đủ sức vượt lên trên mọi thứ phù du chóng qua của trần thế, luôn biết cậy dựa vào chính Chúa là núi đá bền vững ngàn năm cho chúng con ẩn náu. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì biết được như người khôn xây nhà trên đá. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, các cuộc đời rao giảng tin mừng của Ngài là một minh chứng sống động thể hiện lời Ngài giảng dạy. Còn chúng con thì sao? Chúng con thường xuyên đến nhà thờ để được lắng nghe lời Chúa, thậm chí còn được công bố lời Chúa cho mọi người. Thế nhưng trong đời sống hàng ngày, rất nhiều lần chúng con đã nghe mà không làm, chỉ nói mà không thực hành lời Chúa dạy. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho mỗi người chúng con, để chúng con được trở nên người khôn xây nhà trên đá khi biết sốt sắng lắng nghe và hăng say thực hành lời Chúa dạy. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Vịnh 117 đã viết: ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vô quan chẳng bằng ẩn não ở bên Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, nhiều lúc chúng con thường hay khoe khoang có những mối quan hệ với ông nọ bà kia, với đấng này bậc nọ, và tranh thủ những mối quan hệ này để trục lợi hoặc để thể hiện bản thân trước mọi người. Xin Chúa thương thánh hóa tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết sống khiêm hạ, luôn ý thức được rằng chỉ khi được trở thành nhiệm thể với Đức Giêsu Kitô, được thành một cành nho tháp nhập với thân cây nho là chính Chúa, thì lúc đó chúng con mới thực sự có được mối liên kết tuyệt hảo
vượt lên trên mọi quan hệ trần thế thấp hèn dễ vỡ. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Thủ Thể, qua những ước nguyện chúng con vừa chân thành dâng lên Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con quyết tâm thực thi trong mùa học này, để một cách nào đó mỗi chúng con điều chỉnh lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa, cũng như tương quan với tha nhân, để tâm hồn chúng con xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa Ngự, đặc biệt đêm Giáng sinh. Hài đồng Giêsu ngự nơi tâm hồn mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.